Quý vị thân mến, dưỡng sinh trong đạo gia yêu cầu coi trọng đó là thân và tâm. Lo âu làm tổn thương lá lách, tức giận làm tổn thương gan và suy nghĩ lao lực làm tổn thương đến tinh thần. Sự thật về con đường trường sinh nằm ở các tình tiết nhỏ trong cuộc sống, từ việc tiết chế ăn uống cho tới việc quản lý các cung bậc cảm xúc. Và một khi bạn vi phạm các quy tắc dưỡng sinh thì nó sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh. Sau đây là 10 quy tắc dưỡng sinh mang tên không quá trong đạo gia nhằm tạo một khái niệm và thái độ đúng đắn để bạn có một thân thể và một trái tim khỏe mạnh. Xin mời quý thính giả cùng Khánh Linh trải nghiệm về 10 điều không quá này. Một, mặc không quá ấm. Khi mặc quần áo, đội mũ, không nên mặc quá ấm áp, cũng không nên mặc quá mỏng, bởi vì bạn mặc quá ấm rất dễ bị cảm. Hơn nữa, mặc quá lạnh là dễ bị nhiễm lạnh. Khi mặc quần áo, điều quan trọng không phải là bạn mặc bao nhiêu, mà là việc giữ nhiệt cho những bộ phận trọng yếu của cơ thể. Khi mùa đông đến, hãy mặc thêm một chiếc áo ba lỗ cô tông, đội một chiếc mũ. Điều đó sẽ rất có ích cho việc phòng tránh bị nhiễm lạnh. 2. Ăn không quá no. Ăn quá nhiều thực phẩm sẽ gây ảnh hưởng đến dạ dày và phải dựa vào việc tiêu hóa để thanh lý hết những thức ăn đó. Hơn nữa, quá nhiều thức ăn sẽ khiến cho năng lượng bị dư thừa, dẫn tới béo phì. Bên cạnh đó còn gây nên bệnh cao huyết áp, bệnh động mạch. Ăn cơm chỉ nên ăn no 7-8 phần. Và hãy chú ý đến việc kết hợp ăn các chất xơ. Mỗi tuần bạn nên ăn các chất xơ ít nhất 3 lần. Ngoài ra còn cần ăn kèm huân, hành, tỏi. 3. Ở không quá xa hoa. Nơi ở nguy nga tráng lệ dễ khiến ý chí của con người bị tha hóa, biến chất. Từ phương diện sức khỏe mà xét, thì nhà ở nên có không gian trong lành, nằm ở những khu tương đối yên tĩnh, phải có đầy đủ ánh sáng, bố trí ngăn nắp, không lộn xộn, màu sắc càng tự nhiên càng tốt. 4. Ngồi không quá nhiều. Khi bạn đi ra ngoài, hãy cố gắng đi bộ thay cho ngồi xe. Nếu như bạn bắt buộc phải ngồi xe, thì lâu dần đôi chân sẽ mất đi sự linh hoạt. Nghiên cứu cho thấy, toát mồ hôi sau khi vận động sẽ khiến cho tố chất gây bệnh như chì, strontium, theo mồ hôi thoát ra ngoài. Hơn nữa điều này cũng có tác dụng phòng bệnh ung thư. 5. Lao động không quá mệt. Cường độ lao động nên có giới hạn. Nếu vượt quá cường độ đó, sẽ gây hại cho cơ thể. Người già không nên vận động quá sức. Khi mồ hôi toát ra quá nhiều, không nên thở gấp. Người bệnh tim hoặc cao huyết áp nên chú ý vận động nhẹ nhàng, vừa sức. 6. Cuộc sống không nên quá an nhàn. Hằng ngày không có việc gì làm sẽ khiến con người ta mất đi hứng thú đối với cuộc sống. Từ đó không còn chí tiến thủ, có thể dựa vào sở thích, thú vui của bản thân mà sắp xếp một số khóa học hoặc tham dự các hoạt động tập thể như câu lạc bộ cờ tướng, các lớp nghệ thuật v.v. Điều này không những có thể khiến cuộc sống trở nên phong phú mà còn là cơ hội giao lưu kết bạn. 7. Không vui quá đà. Niềm vui không thể vượt quá. Quá yêu thích, ắt sẽ đau lòng. Bạn phải học cách khống chế tình cảm của mình. Nói cười phải có mức độ. Những người mắc bệnh mãn tính như cao huyết áp, tim mạch, thấp khớp, nếu cười lớn hay quá thích thú, rất dễ khiến cho bệnh tình phát tác. 8. Không quá tức giận. Theo cuốn từ điển y học truyền thống, Hoàng đế Nội Kinh của Trung Quốc có nói: bách bệnh sinh ô khí, nộ thương can. Tức giận sẽ khiến cho khí bị ngược và trì trệ, từ đó gây ra các loại bệnh tật, đặc biệt là bệnh tim mạch. Người già cần phải biết cách khống chế cảm xúc của mình, đề cao hàm dưỡng, giữ cho cuộc sống luôn lạc quan.
chính, danh không quá cầu. Danh lợi và địa vị phải là thước đo của thành công. Cho nên truy cầu danh tiếng và địa vị đã trở thành một hiện tượng phổ biến. Trên thực tế, tất cả những thất tình lục dục đều sẽ làm mất đi sự thanh tịnh của tâm. Do vậy nguyện vọng ít đi một chút thì hạnh phúc ắt sẽ nhiều lên. 10. Lợi không quá tham. Con người luôn có nguyện vọng về vật chất. Hệ quả của việc truy cầu vật chất quá mực là rất đáng sợ. Một khi nguyện vọng này không thể khống chế, sẽ khiến bạn rơi vào trạng thái đau khổ mãi không nguôi. Cảm ơn quý thính giả đã ghé thăm Lắng Đọng Đêm Về, được phát sóng vào 20 giờ tối thứ 3, 5 và 7. Quý thính giả thân mến, với nỗ lực truyền tải những nội dung văn hóa truyền thống được lưu truyền từ ngàn năm, đề cao các giá trị đạo lý nhân sinh, tín ngưỡng đối với thần Phật, Lắng Đọng Đêm Về hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Đừng quên chia sẻ cảm nhận của quý vị ở bên dưới để giúp chúng tôi thực hiện chương trình tốt hơn. Mến chúc quý vị một buổi tối bình an và ngon giấc.